Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng kết 27 năm thực hiện biên soạn, phát hành và sử dụng bản tin thông báo nội bộ tỉnh Hưng Yên. 35 năm khai thác sử dụng bản tin thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đoàn giám sát Quốc hội giám sát tại tỉnh Hưng Yên. Đoàn công tác Đảng Cộng sản Hoa Kỳ thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Chung kết cuộc thi thắp sáng tài năng xứ Nhãn mùa 3. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 27 năm thực hiện biên soạn, phát hành và sử dụng bản tin thông báo nội bộ tỉnh Hưng Yên. 35 năm khai thác sử dụng bản tin thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bản tin thông báo nội bộ tỉnh Hưng Yên là tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ và công tác tuyên truyền việc tại Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Về nội dung, ngoài phần trích dẫn những câu hỏi bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản tin được kết cấu gồm 9 chuyên mục: đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thông tin trong tỉnh, thông tin trong nước và quốc tế, trang địa phương, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, sinh hoạt tư tưởng, văn bản mới, một số nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo của cấp ủy cơ sở và hỏi đáp về công tác xây dựng Đảng. Trong đó, chuyên mục thông tin trong nước và quốc tế được khai thác từ bản tin thông tin hoạt động chi bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ tháng 1 năm 1997 đến hết tháng 3 năm 2024, bản tin đã biên soạn xuất bản được 323 số, tính đến tháng 3 năm 2024, đạt hơn 8,3 triệu cuốn. Bản tin đã trải qua 4 lần nâng cấp, cải tiến về nội dung và hình thức xuất bản, trở thành tài liệu tuyên truyền quan trọng, nội dung sinh hoạt chính trị cần thiết trong sinh hoạt chi bộ tại các địa phương, cơ quan đơn vị bởi tính chính trị hàm súc ngắn gọn và hệ thống. Công tác đặt và phát hành bản tin đến tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã được các cấp ủy quan tâm thường xuyên, hoạt động sử dụng bảo quản bản tin được coi trọng và đi vào thực chất, hiệu quả. Bản tin đã góp phần tích cực đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao nhận thức thống nhất tư tưởng chính trị và hành động thực tiễn của chi bộ đảng viên. Tại hội nghị, các đại biểu tham luận trao đổi chia sẻ những vấn đề cần quan tâm trong công tác biên soạn, phát hành và sử dụng bản tin thông báo nội bộ, đề xuất những nhiệm vụ giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, để tiếp tục phát huy vai trò và hiệu quả của bản tin thông báo nội bộ cũng như tài liệu thông tin sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục quán triệt lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh về việc đưa thông tin về cơ sở và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay. Đổi mới, nâng cao chất lượng của bản tin theo hướng thông tin phong phú nhưng ngắn gọn, thiết thực, phù hợp với tính chất và thời gian sinh hoạt chi bộ. Nội dung thông tin đảm bảo tính định hướng, tính giáo dục, tính chiến đấu, phải có trọng tâm, trọng điểm, gắn liền với thực tiễn cơ sở, tăng cường thông tin về những vấn đề thời sự nóng được dư luận cán bộ đảng viên quan tâm về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Về nguồn tin để xây dựng bản tin thì chúng ta cần phải đa dạng hóa trong điều kiện hiện nay. Báo cáo các đồng chí rất nhiều các nguồn thông tin đáng tin cậy mà chúng ta có thể tham khảo để phục vụ xây dựng bản tin mà cũng khá đều đặn, là thông tin đối ngoại, thông tin của Thông tấn xã Việt Nam, thông tin từ phía Bộ Ngoại giao, vân vân. Đặc biệt là nguồn thông tin của Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp một khá định kỳ và có chất lượng rất cao. Bảo đảm tính đa dạng phong phú về các chủ đề thông tin trong, ngoài nước cũng như là thông tin của tỉnh về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, đối ngoại, rồi văn hóa, lịch sử, quốc phòng an ninh, vân vân, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin kịp thời của cán bộ đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. Nội dung bản tin cần phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, có phần thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, đường lối, chủ trương của địa phương, thường xuyên rà soát, đánh giá từ góc độ người sử dụng đối với chất lượng và hình thức của bản tin nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị chú trọng hoạt động phối hợp trong việc cung cấp thông tin, phục vụ công tác biên soạn các bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ, tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ đối với bộ phận làm công tác biên tập, đội ngũ cộng tác viên,
Ban tuyên giáo tỉnh ủy quan tâm nghiên cứu phát hành bản tin thông báo nội bộ song song bằng bản in và bản điện tử với hình thức phù hợp để đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng tổ chức đảng và đảng viên ở các loại hình chi bộ khác nhau. Nhân dịp này, 22 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 27 năm thực hiện biên soạn phát hành và sử dụng bản tin thông báo nội bộ tỉnh Hưng Yên được Ban Thường vụ tỉnh ủy tặng bằng khen. Hôm nay, đoàn giám sát của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn có cuộc giám sát tại tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện nghị quyết số 43 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến năm 2023. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Buổi sáng, đoàn giám sát của Quốc hội đi tìm hiểu thực tế việc triển khai dự án quan trọng quốc gia đường vành đai 4 tại huyện Văn Lâm. Đến nay, tỉnh Hưng Yên bàn giao được 85% mặt bằng và đang thi công đường song hành đoạn qua địa bàn tỉnh. Khó khăn lớn nhất hiện nay là chưa có cơ chế thu hồi đất để tái bố trí mặt bằng sản xuất kinh doanh cho 16 doanh nghiệp có đất bị thu hồi đường vành đai 4. Tiếp đó, đoàn đến khảo sát thực tế tại công trình xây dựng trạm y tế xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, một trong 40 trạm y tế tại tỉnh Hưng Yên được xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng, có nguồn vốn từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tại buổi làm việc với đoàn giám sát, tỉnh Hưng Yên kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho tỉnh được tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng hạ tầng tại khu đất tái bố trí cho các doanh nghiệp nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng cho dự án đường vành đai 4. Đồng thời, đồng ý cho tỉnh bổ sung hạng mục thu hồi đất này vào trong dự án thành phần 1.2. Nội dung chi tiết của buổi làm việc sẽ được chúng tôi truyền tải trong chương trình thời sự sau. Nằm trong các hoạt động thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng nay đoàn công tác Đảng Cộng sản Hoa Kỳ do ông Arturo Cambron, Ủy viên Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng sản Hoa Kỳ làm trưởng đoàn đã về tỉnh Hưng Yên thăm hợp tác xã gà Đông Tảo Bách Hồng, xã Liên Khê, huyện Khói Châu và bảo tàng tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Tại hợp tác xã gà Đông Tảo Bách Hồng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toàn giới thiệu với đoàn về giống gà Đông Tảo. Đây là giống gà bản địa đặc sắc của tỉnh Hưng Yên. Thuở xưa, người dân phố Hiến dùng gà Đông Tảo là sản vật tiến vua. Hiện gà Đông Tảo Hưng Yên là một trong 6 giống gà quý hiếm của Việt Nam cần được lưu giữ và bảo vệ. Hợp tác xã Bách Hồng, xã Liên Khê có quy mô nuôi 20.000 gà Đông Tảo, áp dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo và quy trình an toàn sinh học. Đoàn công tác bày tỏ sự quan tâm thích thú với giống gà đặc sản quý hiếm của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng trao đổi giải đáp một số vấn đề đoàn quan tâm như cơ chế chính sách, định hướng phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh, định hướng xuất khẩu gà Đông Tảo ra nước ngoài. Tại bảo tàng tỉnh Hưng Yên, đoàn công tác của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ được tham quan tìm hiểu các tranh ảnh hiện vật giới thiệu về những cột mốc lịch sử quan trọng của tỉnh Hưng Yên như triển lãm tranh 10 lần Bác Hồ về thăm tỉnh Hưng Yên, triển lãm không gian văn hóa phố Hiến, mô hình cây nhãn lồng gà tiến vua, triển lãm các hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia tại tỉnh Hưng Yên, triển lãm Hưng Yên dưới thời kỳ văn hóa Đông Sơn cách đây từ 2.000 đến 2.500 năm lịch sử qua kết quả di chỉ khảo cổ học tại Động Xá, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Đoàn công tác bày tỏ sự ấn tượng với tiến trình lịch sử và những sản vật bảo vật hiện có của tỉnh Hưng Yên. Qua đây, hình ảnh về một tỉnh Hưng Yên với nền văn hóa phong phú, đa dạng, giàu bản sắc dân tộc đã được lan tỏa tới bạn bè quốc tế. Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toàn đã chúc mừng toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Đồng thời ghi nhận biểu dương những cố gắng nỗ lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng cán bộ hội viên phụ nữ các cấp đã có nhiều đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí đánh giá cao các cấp hội phụ nữ đã tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phân loại xử lý rác thải, quan tâm thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện, chăm lo đời sống cho hội viên phụ nữ khó khăn, trẻ mồ côi.
đồng chí đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của phụ nữ, tăng cường đoàn kết gắn bó, thực hiện tốt các nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đã đề ra, thực hiện tốt các phong trào thi đua, có nhiều chương trình hoạt động hướng về cơ sở, hỗ trợ hội viên và tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của tỉnh. Chiếm tỷ lệ trên 60% trong tổng số cán bộ y bác sĩ ngành y tế Hưng Yên. Những năm qua, đội ngũ nữ nhân viên y tế Hưng Yên luôn tận tâm với nghề, nêu cao y đức, nỗ lực cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Những hy sinh thầm lặng của các chị đã góp phần mang đến niềm hạnh phúc, nụ cười cho hàng ngàn gia đình người bệnh. Ghi nhận về những nữ y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Chị Đào Thị Lê Hoa, sinh năm 1975, là điều dưỡng trưởng khoa đội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Không chỉ vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, chị còn được yêu mến bởi lối sống chan hòa, gần gũi với đồng nghiệp và bệnh nhân. Suốt gần 30 năm gắn bó với nghề điều dưỡng, đến nay chị Hoa luôn tận tâm, hết lòng phục vụ người bệnh. Điều dưỡng là có nhiều thời gian được ở gần bên bệnh nhân nhất, do vậy mà mình phải thật sự là chân thành để bệnh nhân tin tưởng. Sau đó thì người bệnh người ta sẽ có những cái tâm tư gì người ta sẽ trao đổi để mình đưa ra một cái kế hoạch chăm sóc cho nó phù hợp với từng người bệnh. Chúng tôi là những người bệnh nhân sẽ cảm nhận được cái tình cảm chăm sóc của các bác sĩ đến với bệnh nhân và nó sẽ làm cho chúng tôi nhanh chóng hồi phục thêm. Khoác lên mình chiếc áo blue trắng, bác sĩ Trử Vân Khánh, khoa chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa Phố Đối, cảm nhận đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn lao. Nhờ không ngừng nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bác sĩ Khánh cùng các đồng nghiệp đã giúp nhiều bệnh nhân được phẫu thuật kịp thời, các bệnh lý về tai mũi họng, giảm tình trạng bệnh nhân chuyển tuyến trên. Nhắc đến sự vất vả, áp lực trong ngành y, không thể không nhắc đến các nữ bác sĩ điều dưỡng khoa thận tiết niệu lọc máu. Dù lượng bệnh nhân chạy thận định kỳ lên tới trên 120 người, tuy nhiên cả khoa chỉ có 11 nhân viên y tế làm việc, đa phần là nữ giới. Các bác sĩ cũng như các điều dưỡng làm ngày làm đêm thật sự là rất thương, nhưng các bác vẫn vui vẻ và chăm sóc bệnh nhân rất là chu đáo, tận tình. Thực ra là khi mà đã xác định vào nghề, cứ khi nhìn thấy bệnh nhân, bởi vì mỗi ngày người ta nhìn thấy mình người ta đều vui chị ạ. Cho nên là bọn em lại thấy là nó gần như là cái động lực để bọn em tiếp tục yêu cái nghề của mình hơn. Đi ngành y thì để xác định đó là để chuẩn đoán đúng, điều trị đúng và chữa bệnh được cho người bệnh. Đấy cũng là niềm vui bắt đầu từ mình đã được nhận như vậy và mình cũng muốn là giúp đỡ các bệnh nhân khác như vậy. Đội ngũ bác sĩ điều dưỡng nữ luôn luôn là cố gắng nỗ lực học tập, rèn luyện nâng cao chất lượng chuyên môn để phục vụ chăm sóc người bệnh, cũng như là nhiều đồng chí đã đạt được danh hiệu hai giỏi. Là một ngành đặc thù nên các cán bộ y tế, trong đó có nữ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, luôn phải làm việc trong điều kiện môi trường độc hại, dễ bị lây nhiễm bởi dịch bệnh. Ngoài 8 giờ làm việc bình thường, các chị còn phải trực ngoài giờ, trực lễ, Tết, bảo đảm 24/24 giờ để kịp thời cấp cứu bệnh nhân. Dù vậy, các chị vẫn luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sự tận tâm, trách nhiệm của các chị đã giúp biết bao bệnh nhân vượt qua nỗi đau bệnh tật. Vừa qua, Ban Dân vận tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến quán triệt triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và hệ thống dân vận các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác để cử tri và toàn thể nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, nội dung, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với việc lấy ý kiến cử tri về phương án, đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đối với các huyện, thị xã, thành phố có các xã, phường nằm trong diện sắp xếp thành lập các tổ dân vận để đi tuyên truyền, vận động trực tiếp tại các thôn, tổ dân phố.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Quách Thị Hương, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc và hệ thống dân vận các cấp tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên, cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp, tăng cường công tác kiểm tra giám sát các nội dung theo quy định, đồng thời tổng hợp ý kiến kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Sáng nay, Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã tổ chức hội nghị trực tuyến phiên họp thứ 5 về kết quả triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, 2 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Đến nay, cả nước có khoảng 78% xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân cả nước đạt trên 17 tiêu chí trên xã, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 còn 2,93%, giảm 1,1%. Đến thời điểm hiện tại, Hưng Yên tiếp tục duy trì 139 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%. 102 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao, đạt 73,4%, 36 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, tương ứng 25,9%, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 0,86%, tương ứng 3.483 hộ. Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hưng Yên đều đạt chỉ tiêu so với kế hoạch của tỉnh đã đề ra và vượt kế hoạch trung ương giao. Trung tâm Chính trị thành phố Hưng Yên vừa phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho thanh niên ưu tú các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố năm 2024. Tham dự lớp bồi dưỡng có tổng số 89 học viên. Trong thời gian học tập, các học viên được tìm hiểu 5 chuyên đề cơ bản gồm khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm của bản thân trong quá trình học tập, tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sáng nay tại Văn Miếu Xích Đằng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên, VNPT Hưng Yên tổ chức chung kết cuộc thi thắp sáng tài năng xứ nhãn mùa 3. Với màn tranh tài gây cấn, vòng chung kết đã đưa các thí sinh và khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Còn cách thời gian diễn ra vòng chung kết gần 2 tiếng, nhưng cả ekip sản xuất chương trình và các đội dự thi đã có mặt tại Văn Miếu Xích Đằng để hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng. Trước khi bắt đầu vòng chung kết, ban tổ chức cuộc thi, đại diện các nhà tài trợ, các hội thi đã dâng hương tưởng niệm tại Văn Miếu Xích Đằng. Chung kết thắp sáng tài năng xứ nhãn mùa 3 là cuộc tranh tài gay cấn hấp dẫn giữa 4 đội thi đến từ các trường trung học cơ sở Tân Quang huyện Văn Lâm, tiểu học và trung học cơ sở Phụng Công huyện Văn Giang, tiểu học và trung học cơ sở Minh Hoàng huyện Phù Cử và trung học cơ sở Dị Sử thị xã Mỹ Hào. Đây là những đại diện xuất sắc nhất sau 17 số vòng loại và bán kết của thắp sáng tài năng xứ nhãn. Qua 2 mùa trước thì thầy và trò nhà trường chúng tôi, đặc biệt là các em học sinh, cũng đã được theo dõi các chương trình thi đấu của các đội bạn. Các em cảm thấy rất là hào hứng, phấn khởi, sẽ cố gắng quyết thắng khi được tham gia sân chơi bổ ích này. Phần thi tài năng đất nhãn là 4 tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, hấp dẫn. Kết quả, đội trường tiểu học và trung học cơ sở Phụng Công giành số điểm tối đa là 50 điểm. Phần chơi sân trường sôi động gồm 2 trò chơi vui nhộn. Trong phần thi xứng danh đất học, đội tuyển trường trung học cơ sở Tân Quang đã bứt tốc mạnh mẽ vươn lên dẫn đầu và giành ngôi vô địch với 230 điểm. Trong khi đó, 3 trường còn lại có màn rượt đuổi về điểm số hấp dẫn. Trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Hoàng đạt giải nhì. Em thực sự khá là tiếc với những câu hỏi ở vòng đầu tiên. Đội các bạn trả lời quá tốt và phản xạ các bạn quá tốt luôn. Rất là vui mừng phấn khởi khi mình đã giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Em được học hỏi thêm về kiến thức, học được những đức tính tốt như là kiên trì, nhân nại và chăm chỉ hơn ạ. Chương trình thắp sáng tài năng xứ nhãn với cái định hướng là phát triển toàn diện năng lực của học sinh và góp phần phát huy các giá trị văn hóa con người Hưng Yên. Các cháu thì vừa được vui chơi, vừa được chứng tỏ cái năng lực của mình. Sau 3 mùa, game show đã được triển khai rộng khắp tới 10 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Được các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trung học cơ sở đón nhận một cách tích cực và trách nhiệm. Mùa thi năm 2023,
thắp sáng tài năng sứ nhãn tiếp tục có 36 trường tham dự. Riêng huyện Ân Thi có 6 trường, huyện Kim Động có 6 trường tham dự, chia làm 17 cuộc thi. Ekip thực hiện chương trình không ngừng đổi mới sáng tạo, hoàn thiện format, hệ thống các câu hỏi, các hoạt động trò chơi để tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của các nhà tài trợ, các nhà trường và các em học sinh. Đến tháng 11 năm 2023, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã tổ chức được 12 chương trình vòng loại tại các trường học. Đối với chương trình thắp sáng tài năng sứ nhãn thì chúng tôi đánh giá là một cái chương trình rất là nhiều ý nghĩa, vừa là một cái sân chơi bổ ích, vừa là có cái tính giáo dục rất là cao. Chính vì thế bản thân Vietcombank Phú Yên chúng tôi cũng sẽ có những cái cam kết tiếp tục đồng hành một cách lâu dài cũng như làm sao để có những cái phát triển tốt hơn. Đây là một cái sân chơi mà Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên đầu tư rất là lớn, cả về nội dung, cả về ekip lẫn trang thiết bị, tạo ra sân chơi bổ ích lành mạnh, giảm cái áp lực học tập cho các cháu, được các trường hưởng ứng, đặc biệt là cái sự yêu thích của các em học sinh. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là trận chung kết thắp sáng tài năng sứ nhãn năm 2023 đã khép lại và nhà vô địch gọi tên Trung học cơ sở Tân Quang, huyện Văn Lâm. Chương trình thắp sáng tài năng sứ nhãn năm 2024 cũng đang được khởi động, hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo ra một sân chơi trí tuệ, bổ ích và thú vị với các bạn học sinh lứa tuổi trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.